Trong cuộc họp chiều ngày 30 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh đã yêu cầu các sở ngành địa phương phải tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cam kết bảo đảm đến ngày 1 tháng 10 năm 2024 có thể khởi công ít nhất một dự án nhà ở xã hội và phải đảm bảo chất lượng lâu dài. Tại khu đô thị Thanh Hà Sienco 5, khu B2.1 và A3.1 quy hoạch là biệt thự nhưng đã bị chủ đầu tư là công ty cổ phần phát triển địa ốc Sienco 5 tự ý chia nhỏ, phân lô thành đất liền kề để bán. Người dân mua đất tại đây gần chục năm nay không thể xây dựng được nhà để ở vì sai quy hoạch.